Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hiện tại Hải đang có mặt tại chợ phiên, một trong những cái chợ phiên khá là đặc sắc ở vùng cao phía Tây Bắc các bạn ạ. Đây là mà mọi người đang mang trâu ra ngoài chợ trâu để bán. Còn khu vực phía trên này là mọi người đang đây là các đồng bào dân tộc thiểu số đang bán hàng. Ở đây là hồng các bạn ạ, hồng ngâm hồng ngâm lựu rồi táo này à. Trên này thì có các đồng bào người Phu Lá, người La Chí, người Nùng, người Mông. Đây là các cô người Phù Lá này. Chợ này thì nhỏ nhỏ xinh xinh, họp ngay ở ven đường các bạn ạ. Này là chuối. Nhiều tiền quá. Giá đợi bắt chưa ăn thì nó ngon. Vâng, hòa vô ăn đi. Vâng. À, xem cả buổi tối luôn. À thế ạ. Rất vui khi cái kênh của mình truyền tải được những cái thông điệp về ăn uống. Mọi người xem kênh này ăn ngon miệng hơn. Nàng mê cái ăn xong là cười chứ. À thế ạ. Vâng. Quần áo sơ mi 250.000 cho em thay ý, chỉ còn 40.000 đồng một chiếc áo sơ mi nào. Có mùa thì nào? Đi vàng có mùa. Đây là hoa giềng cô nhỉ? Hoa gừng. Hoa gừng nhỉ? Hoa gừng. Vâng. Chào bạn nhé. Đây cô người Mông các bạn ạ. À. Rau thơm. Cái gì đây bạn? Xào với lại măng chua. À. Ngon lắm. Vâng. Cái đỗ này là đỗ gì cô nhỉ? À, đỗ ván này. Nhìn ra ạ. Ở đây là ớt khô này. Còn đây là đậu. Chào bà. Đây là có cái loại măng này xào ngon này các bạn này. Mình dạ. Mình đang đi ấy chứ không, mình mua cái măng này ngon lắm. Măng này về xào với thịt bò ngon lắm. Đang đi quay cái series chợ phiên, đâm ra là không rất khó để mang về. Hồng ngâm lạc luộc. Đây là thảo quả. Chúng em phía ngoài thôi mà bà con bán bày bán khá là nhiều những cái mặt hàng nông sản. Ôi đây có con cá gì đây? Bao tiền một chai này hả chị? 25
À thế à? À. Ui. Mới nó thở một tí kìa. Này. 25.000 chai này á. Nhìn con chạch các bạn ạ. Có nhiều không em? Hay một chai nữa? Hết rồi á? À, này này ít quá nhỉ, không mua ăn nhỉ? Cá chạch. Để đây nhá, cho mình gửi luôn nhá. À, mình mua mình gửi luôn đây các bạn ạ. À. Tí nữa quay ra mình lấy. Tí về nhà cho vợ gym tiêu. Đấy. Gym đúng rồi, để mở nó ra mới sống. Ở gym tiêu ăn rất là ngon, ăn cơm. Đây là thảo quả. Các bạn đang ăn chuối. Rất vui khi cái dịch Covid nó đang gọi là dần dần được kiểm soát. Mọi người đi chợ phiên này bắt đầu đông hơn rồi các bạn ạ. Chứ trước là lẻo tèo lắm. Giờ bắt đầu có nhiều những cái hàng hóa. Kim chỉ nam. Con chào bà. Ăn xôi. Không ăn xôi đâu, hôm nay mình không ăn xôi rồi. Xôi ngon nhưng mà hôm nay không ăn. Đi kiếm mà đi ăn thịt chó thôi. Này đã hàng không chị? Hôm nay đã hàng không? À, vâng. Đây rồi. Đây là cái chỗ mà yêu thích của mình các bạn ạ. Đây. Này, mình khoái cái này thôi. Nhìn hấp dẫn nhá. Từ nhưng mà phải đi một vòng quanh đây xem có cái gì hay hơn không. Thằng cơ. Vâng. Đi tìa xem có gì ngon ngon không. Úi dồi. Quả mặt lợn. Mặt lợn chân giò. Ủa trời này tối quá. À, con này to đấy nhỉ. À, sau khi một lượt làm một vòng quanh chợ thì hôm nay không có gì hot lắm. Chung là mình vẫn trung thành quay trở lại cái anh Vitamin Go Go. Cái anh này dễ ăn. Bà ơi, bà đang nấu cái gì đây, thằng cú à? Ờ, thằng cú chó à? Nó thế nào? Ngon mũi đây con xem nào. À, khỏi đấy chưa? Bà bán này bao tiền một bát này? 50.000. 50.000 một bát à? Đây là bát là gọi là thắng cố. Thắng cố là có loại xương. À, xương rồi. Lại rồi bà cho con một bát đi. Cho con một bát. Cho một bát. Ừ.
Ăn được chưa? Ăn rồi. À. Thử sao? Không, không phải thử đâu. Bà lớn làm cho con một bát luôn đi. Nhìn nó nóng hổi cái này là sướng rồi. À, bà lấy bát là múc cho con một bát. Đây, ở đây là bà con nấu bếp củi với xảo song gang mà các bạn ạ. Người Mông thì hay nấu kiểu thắng cố. Hổ lốn luôn. Thơm quá, thơm quá. Đấy. Đấy. Rồi, chào, cảm ơn. Rồi kìa. Cho cháu một bát ốc đậu, bát mẹ, một bát ốc đậu ạ. Cho cháu một bát ốc đậu 5.000 chú nhá. Thật ra là mình không ăn được hết đâu mà. Nên là tầm khoảng 5.000 là đẹp. Đây với lại là có khi là cô ơi, cho cháu thêm một ít rồi cô. Cho cháu một ít rồi nữa. Mang cái cân ra. Cô này bán là dùng cân hết các bạn nhé. Không chơi kiểu tù mù đâu. Phần xương có nghĩa là nó họ lọc ra cho kia nấu thắng cố. Đây cháu ngồi đây. Đây để đây. Để đây để thấy cái để ăn cái này nó mùi nó bốc lên nó thơm. Đấy. Lấy khoảng 3 lạng thôi. 2 lạng. Ba nặng đi. Anh cho cháu thử miếng xem ngon không đã. Ừ. Không phải ngon thì mới ăn nhiều. Ngon. Hả? Ngon. Ngon. Ở đây à. Ui. Nó. Thái to to tí cô nhá. Ở đây là họ cho rất nhiều thảo quả luôn các bạn nhé. Nên là ăn thi thoảng mình ăn vớ ngay phải cái hạt thảo quả nó rất là thơm luôn. Ai của mình nhớ mình xin phép bằng bốc bản đi. À, ăn nóng nó mới ngon. Ngon quá. Đấy. Anh em mà thích ăn gì thì cứ ra chọn thôi nhỉ. Chọn miếng nào phát là để bà chủ ở đây bà cắt cho. Mấy người đấy, anh người. Cho cháu ăn nước chấm đi. Vâng. Cảm ơn người, giá cho. Đấy. Cái dạ dày là bao tiền một lạng này chú nhỉ? Cái lòng 20.000. Chỗ này là 3 lạng là 60.000. 50.000 101. 5.000 cái này là 115.000 các bạn. Đây, bữa ăn sáng của mình 115.000 nha anh em nhé. Một bát xương vitamin go go. Ngon. Thôi mà, anh cho ít nước canh nhỉ. Cô ơi, cô còn bộ óc không? Còn óc không? Có bộ óc không? Có bộ óc không? Óc. Vâng. Hết rồi à?
Chú ăn rồi à? Ăn rồi. Mỗi cái đấy ngon thì ăn mất hết thì hỏng rồi. Chơi bời lòng lẻo quá. À đây, anh em nhé, cho một ít nước ra. Đây này. À đây cô ấy mang ra rồi. Đây cô ấy. À, cho em ít giềng, thêm nước nào vào cô. Nhiều vào. Đấy. Rồi. Này, chấm nó phải sánh nó mới ngon anh em. Ngon lắm. Đây, mời anh em nhá. Ui, rồi mất rồi. Ngon. Cái rồi này có thảo quả thơm thật ạ. Đây mới ăn quả mũ xong anh em ạ. Ăn quả mũ này đi vào đỡ nắng. Mình đang đi nhưng mà mình để quên quả mũ kiểu kiếm hiệp ở nhà mất rồi. Ủa tuyệt vời luôn anh em ạ, ngon. Cho bát nó chấm mình ngon nè. Mình vào chợ mình ngắm cái món thắng cố này từ lâu rồi. Nhưng mà đúng là hôm nay mình mới ăn thắng cố chó. Nó là cái xương nhỉ. Xương ra, cái đầu chặt ra. Đây cái miếng này rất là ngon luôn này. Đấy. Mời anh em nhé. Thắng cố này. Nó mềm, nó đậm hơn, đậm vị. Anh em đến khu vực chợ phiên này nên thưởng thức tất cả các món, kể cả thắng cố hay thắng cố dê, thắng cố vitamin go. Rồi vitamin quang quát nhiều lắm anh em. Cảm ơn thắng kìa. Dạ. Dạ, ăn mạnh vào đi. Chủ quán các bạn ạ. Chú đang nhìn thấy camera. Xem mà có hình người trong đấy không á. Quả thắng cố này uy tín quá anh em ạ, không có thứ thịt à. Toàn xương. Lần sau đề nghị ông bà chủ lọc nó dối tí nha, để có xương để gặm nhá. Anh giao lưu này anh phải làm ba chỉ đi. À. Ngon anh ăn xương à? Xương có cái để gặm. Bảo cái gì đây mà không biết nói tiếng Việt. Chị Pâu. Ngon quá. À nhiều à. Ngon quá. Mặc dù cái bát thắng cố này 50 không có nhiều thịt nhưng mà ăn rất là vừa miệng luôn. Thì hơn đồ ngon. Mà mình thích kiểu gặm đấy. Cái kia nhiều thịt lắm, nhiều bát chỉ ngon. Ăn hết này tí lại ra cái chậu kia, làm cái chậu ạ. À, chợ phiên cái gì cũng có, ngon lắm. À. Nãy bổ sung thêm xả à? Ăn bà chủ ở đây tốt quá, ăn gần xong rồi mà không mỗi tí mỗi lúc là bổ sung thêm một tí.
ngon đi anh. À thế mới ngon à? Nó phải từ từ. Nó phải có dường mẻ mắm tôm đúng không? Ừ. Nhưng mà đội trên này nó ăn nó có mắm tôm nhưng mà. Ờ trên này họ không ăn mắm tôm mấy nhỉ? Đội này dân nó ăn nó không ăn mấy. À thế à? Nhưng mà em làm thì lúc nào cũng phải mắm tôm. Ừ. Đầu tiên phải mắm tôm. Đúng rồi. Người Kinh hay ăn mắm tôm. Mắm tôm mới được mẻ. Nấu cùng nhau luôn. Ừ. Ăn này không ạ? Mày làm chủ nhà giờ mày cần uống rượu say. Làm bát nước sáo. Ôi dồi. Còn quá anh em ạ. Bọn em hay ra chợ ăn ăn như này không? Dạ. Có hay ra chợ ăn như này không? Người nhà gần đây không? Nhà em đến em ăn. Ừ. Con trai. À con trai chủ à? À. Nhà mày hay bổ chó cho bố mẹ bán à? Vâng, lúc mà mình ở nhà thì mình không ở nhà thì bố mẹ bổ chó hả? Ừ. Chợ Châu này vắng nhỉ? Chợ Châu mấy tuần nay. À, nó ngon gì cả? Có bắc hà. Ừ. Tối qua nhà có khách, nhà uống hơi nhiều, hôm nay hơi khát nước. Ừ, ngon. Nhưng mà no ấy. Ủa nhiều nước canh thì nhanh no. Hai ông này uống rượu sếc kìa. Ông chủ quán thì chó là phải ăn thì chó, nhưng mời bạn này uống rượu sếc kia này hỏng rồi. Đây với ông già này. Bên bố ấy. Bố à? Ừ. Đây là chỗ anh trai lấy chị dâu. À anh trai lấy chị dâu à? À. Anh làm bên Sapa là anh Hải chứ? À, anh Hải. Thì đều chứ anh Hải. Hả? Anh làm vì đam mê chứ em, tiền nóng gì đâu. Làm vì đam mê mà. Hai thằng mày à? Sáng ra chợ viên này đu đưa này thì còn làm ăn gì nữa? À đâu. Hết lít rồi. À. Hết nửa lít nữa. Hết nửa lít rồi. Đang đợi từ sáng giờ, đông 7 rưỡi giờ. À. Làm hết chuẩn về chết. Thằng điên này phải không được uống rượu sáng, mày uống rượu sáng thì mệt lắm, đu đưa đu đưa cả ngày đấy. Không làm ăn được gì. Chào buổi sáng. Ừ. Chào buổi sáng không? Tí có chào buổi trưa không? À, không. Nhiều khi vui vui. À, khá ngại chào buổi trưa. Không bao giờ còn chào buổi tối nữa. À, nửa đêm vật nhau dậy, chào nhau tiếp. À, nửa đêm không chào đâu. Nói chung là anh em lâu gặp nhau rồi anh có phải. À, đúng rồi. Hạn chế thôi nhá. Anh em ở gần nhau thì. Thế là hai thằng mày là anh em kiểu như nào? Dạ. Bên này là chị gái. À dâu. À bên chị dâu, còn mày là bên anh trai. Anh trai. Thế thằng nào làm anh? Em là anh. Ừ. Bằng tuổi nhau. Bằng tuổi nhau á. Ừ. Người mông là thằng nào đẻ trước làm anh đúng không? Ừ. Thế thằng nào đẻ trước? Cái này đẻ trước của ấy sinh ngày tháng rồi. Một thằng em của vợ, một thằng em của chồng đúng không? Đúng rồi. À. Thế còn em của chồng. Mày là em của chồng, thằng này em của vợ. Hai thằng ngồi đu đưa. Rồi. Hết đi. Hai thằng uống hết đi còn về đi làm. Làm gì? Anh bây giờ buồn này, gần hết rồi. À thế à. Rồi. Anh không có giờ rồi anh tuần. Sau khi mà giải quyết quả thắng cố xong thì vẫn thấy thòm thèm anh em ạ. Mình quyết định là làm thêm tí ba chỉ. Ba chỉ.
Ừ. Đã không ăn thì thôi, mà ăn thì ra ăn thì nó sướng, đúng không? Đấy. Ờ, ngon đấy. Đấy. À, thanh niên này có vẻ Thái có nghề đấy nhỉ. À, nhìn hấp dẫn đấy. Về đây là mọi người. Thái ở bao uống mình chưa chịu nhìn mấy thì nó thế thôi. À, đây. Miếng này nó lại rơi ra thế này, chết người. Ngọt thế nhỉ. Con này khoảng bao nhiêu cân đây? Con này khoảng 15 cân anh. À, 15 cân là vừa đẹp đấy nhỉ. Đây các bạn. Ngon. Ba chỉ ở chỗ ngon nhất đấy, đúng không? Con này là độ gọi là nạc mỡ vừa phải, rất là ngon. Rồi, chào cảm ơn. Ui, bỏng đấy. Đây lại chơi hết ba này nữa các bạn. Ôi, đây nhờ nhờ cô đỡ cho. Đấy, đây mấy anh em này, đúng không? À, loại này ăn mới muội là phê này. Này ăn thì nó phải nóng này này. Cho cô cho giường sẵn là luôn. Đấy, thấy không? Đấy, mình không phải là mình không ăn được đâu, mình ăn hết hết rồi, hết xương rồi mà. Giờ chuyển sang cái món này anh em nhé. Đấy. Đây, này nó có ba chỉ sụn luôn này. Chấm với lại là ớt giềng. Nhiều nơi thì chấm với lại là mắm tôm, nhưng mà trên này đặc biệt họ chỉ chấm này. Chứ chấm này nó có một cái hương vị riêng, ngon riêng. Nhiều anh em khi xem video cứ bảo ô ăn thịt chó không có mắm tôm là hỏng rồi, nhưng không phải đâu các bạn ạ. Mỗi cái nó có một hương vị riêng. Đấy. Mời anh em nhé. Vâng, chào cảm ơn nhé. Giòn, ba chỉ ngon. Nhật hay ông này. Đu na đu đưa. Sướng. Toàn con lần thôi. Ngon, ra đòn đi. Ra đòn vẫn có. Rồi, chào cảm ơn. Trong mai kia nó có cái sụn sụn đấy. Nó dễ ăn. Sau khi ăn nó xong rồi mình lại tiếp tục đưa anh em đi khám phá vòng quanh chợ xem ở trong khu này còn có cái gì hay nữa. Bây giờ mình ăn sáng à? Mình xin cái chai này nhá. À, đấy anh chị em đang sinh hoạt món bánh à? Gato. Ngon nhỉ. À. Phi đội gọi là bán hương. Anh em tụ tập gì đây mà đông thế? Châu, thịt lợn à? Ui, quả lợn này to đấy nhỉ? Hả? Thôi, thủ lợn à, chịu rồi. Hôm nay em mới có, không có bao giờ có. Quả đùi như đùi trâu luôn nhỉ? Đây là khu vực sâu ở phía bên này, trong chợ. Hai cái khe này bán bao nhiêu tiền đây? Người đẹp. 3 triệu rưỡi. Hả? 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi một chiếc á? Vâng. Ờ, xem nào. Này mình không biết thổi nhưng mà mua về treo cho nó đẹp. Nhưng mà 3 triệu rưỡi thì hơi mặn nhỉ. 3 triệu rưỡi thì hơi mặn đấy. Đây có một cái nữa này. Chị biết thổi không? Hả? Có biết thổi không? Không biết. Không biết thổi sao mà bán được cái này được? Hả? Anh mua thôi là anh thuê. À, hai chị em mà không biết thổi kèn thì hỏng rồi, bán làm sao được hả? Cái gì không thổi được kèn đâu, đi bán kèn thì hỏng rồi. Chiều các chị em một tí. Đây là khu vực siêu thị mặt đất. Đây là khu vực chợ bán lợn này.
Gia đình nhà kia đã mua được con lợn giống về rồi. Nói chung là ra chợ phiên mua lợn giống này rất dễ mua nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Em gác. Khu vực bán chó. Con gì đây? Chó. Chó à? Con này bao tiền? Đòi 700 ấy. À thế ạ. 700 là được cái chứ? Con này. Vâng. Đắt quá rồi, không nọ vừa mua đi to vết đấy. À thế ạ. 11 cân mày. Này vừa ngồi đây vừa cho nó ăn luôn à. Ivan. Con này là bao tiền em? Hả? 800 à? Con này nó là giống gì? Mình không am hiểu gì về cái loại chó này lắm. Cũng muốn mua một vài con để về cho nó trông trang trại, nhưng mà mình đang đi tìm cái loại mông cộc cơ. Đấy, loại đấy nó mới khôn. Em bé này đang ăn bánh rán yêu nhỉ. Chào em bé nhá. Xinh không? Bé gái. Sợ. Thôi. Sợ quá. Thôi rồi. Lờ vòng quanh chợ. Cơm no rượu say lắm rồi anh em ạ. Và đây ngồi một lúc mấy thằng cu kia mà nó cứ này thì mình đu đưa mấy chén với nó. Ok các bạn ơi, có lẽ sau đây Hải cũng xin phép kết thúc video tại đây. Chào tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video kế tiếp. Nếu anh em thấy thích hay hãy subscribe và chia sẻ video giúp Hải nhá. Để Hải có nhiều động lực đi thêm nhiều những cái chợ phiên ở vùng cao phía Tây Bắc này nữa các bạn nhé. Ok bye bye các bạn nhá.